Hello mọi người ơi, lại là Thanh đây, welcome back to my channel. Thanh đang có mặt ở khu hẻm đường Lê Thánh Tôn, là một cái khu hẻm cũng khá là nhiều quán Nhật á. Và ngày hôm nay thì Thanh sẽ dẫn mọi người đi ăn món lẩu lòng bò Nhật Matsunabe. Rồi vậy trước đi ha em, rồi lát nữa bạn chị vô nữa. Rồi còn nước thì nó có gì đặc biệt? Dạ, bia tươi, bia lon, rượu với lại nước ngọt. Thì ở đây mọi người hay uống rượu mơ lắm chị, nồng độ cồn nhẹ, thơm và dễ uống. Mơ đây là mơ của Nhật, mình có thể uống không hoặc là uống vào với soda. Ok, thử ấy. Dạ, mình muốn uống đậm hay là nhạt, nếu mà uống đậm là uống không. Chị thì uống nhạt nhạt thôi. Dạ, vậy mình pha với soda đi ha. Thanh vừa mới nghe bạn đó gọi là dripping nguyên một cái menu. Thật ra đây là lần đầu tiên đi á, cũng khá là bỡ ngỡ vì ở đây nó lẩu rồi nướng. Nhưng mà Thanh muốn chủ yếu là muốn ăn cái lẩu lòng bò á, thì hồi nãy bạn có giới thiệu khá là kỹ rồi. Hy vọng là sẽ ngon giống như là hình ảnh và mọi thứ mà đang thấy ở đây. Nhìn là thấy cũng bắt mắt lắm á. Lòng bò hẹ quá trời, đầy hẹ luôn, full hẹ luôn. Nhìn nó ít như vậy nhưng mà thật ra nó nhiều. Rồi, rất là chọn lên hơi cay.
Nói đèn bị nóng rồi, ăn cay cay nó hơi rát chút. Mì udon hay là mì trứng hả em? Hoặc là bánh phở khô. Hoặc là bánh phở khô. Chọn chọn đi. Ăn nào hơn? Thân lo trái chứ trái không ổn rồi. Không có cọt chưa, phải uống nguyên gốc luôn. Mì udon. Ăn udon nha. Udon, udon. Mình kêu một cái udon. Còn rồi. Chẳng gì được hết. Oh yeah. Nè, hôm nay là spotlight nha mọi người, không đi làm cho mèo. Ok rồi, Hana vô, vô vô. Hana vô, dạ Hana vô. Rồi vô Hana ơi. Biết đây là ai thôi. Hana là đạo diễn đình đám của rất là nhiều MV nè, TVC á nha mọi người. Chưa chồng, chưa chồng. Chưa chồng. Quan trọng là chưa chồng. Lúc nào đi đi coi bói cũng hỏi là chừng nào lấy chồng, chừng nào lấy chồng. Cái hàng mà nhờ lên vlog này xong kiếm chuyện. Ừ vậy mày nhớ chi ơn hai đứa tao nha. Trời ơi, nếu như mà vậy là em sẽ lên riêng một cái vlog chi ơn của em luôn. Cảm ơn em. Mày trộn lên là có một cái mùi thơm rất là đặc trưng, đúng không chị? Đúng, đúng, đúng. Rất đặc trưng. Mùi gì em? Cái mùi của mẹ với lại nồng với lại cái nước rất là đặc biệt. Chị nghĩ là cái mùi nước tương ấy, nó rất là mùi tương á. Ở dưới đây nè mọi người, không phải lạnh mọi người ơi, nó cũng khá lạnh, nó cũng khá là không khí lạnh. Đúng đúng đúng, thôi nói gì cũng đúng. Giỡn giỡn. Món này thử xem. Wow. Nghe nói là chị có ở đây có rồi đấy. Cảm giác như là đang đi vào Nhật Bản vậy các bạn. Cái này nó hơi giống, chị nhìn thì chị thấy nó giống huyết ha. Giống huyết đúng không? Thử xem. Giống huyết của Việt Nam nhưng mà nó là gan. Trời ơi. Lạ quá. Cảm nhận đầu tiên là đúng là tươi. Tươi luôn. Tươi luôn á, tươi lắm luôn á. Đó là không hề tanh mà nó rất là mềm. Và mình khi mình nhai vô chưa kịp nhai là nó đã giống như nó đã tan và nó trôi vô 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 trong họng. Chị nghĩ là sống á. Còn sống. Còn sống á. Thì chị mới nói là tươi mà ra vào tươi á. Nước chấm thì nước chấm với mè. Chị nghĩ đây là mè đó. Mè với muối nè. Cái nước chấm hơi mặn đúng không? Đối với chị là hơi mặn đó. Chấm thử xem. Bây giờ mình quay món này đi hả? Món này thì là hình như là bò tử chiên. Lòng bò chiên, lòng bò chiên. Chị thì lại thích mấy cái món tươi sống. Cái món này là hợp với Thanh. Thanh Na thì nó thích món chiên. Vậy mà cái người nó có chút éo mà nó thích ăn đồ chiên. Ngon á. Ngon à? Ngon. Sắn luôn, cho này cũng sắn. Cái này em nghĩ là nó lạ nhưng mà do nó hơi hơi khó. Cái này thì chấm với cái này nè. Chấm thử vô. Thôi cái lòng bò cái lòng nó khá là thôi rồi đó. Món này học thử vậy nè. Món này ngon ha Khoa ha. Đối với những người mà thích ăn tươi nuốt sống như Thanh thì cái này là khá là hiểu nha. Ai mà quen ăn mấy cái mà sashimi á thì cái này nó khá là tương tự. Mùi nó tươi á. Ngon quá. Đúng rồi, gì vậy? Ó gì vậy? Test thử nước lỏng á. Wow. Rất là thanh đạm. Mùi vị rất là thanh đạm luôn. Bây giờ mình bỏ mì lên vô
Không, chị đang muốn hấp thử cái nước á, để xem là cái mùi mà gốc á khá là thanh đạm, đó là không ngọt, không mặn, vừa ăn ngọt nước, ngọt đến tận xương tủy, nhưng không phải là ngọt kiểu bột ngọt rồi hay là đường. Không. Ngọt. Like.